Làm cho bạn câu số 7 này. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Quảng Trị năm học 2019-2020. Đề như sau. Hỗn hợp X gồm có C2H2 và hydro. Dẫn X này qua bề mặt có niken ở nhiệt độ thích hợp thì thu được hỗn hợp Y gồm có 4 khí. Thì khối XQ đối với hydro là bằng 7,5. Qua là tính số mol hydro đã phản ứng. Thì chúng ta có như sau. Thì khối QI đối với hydro sẽ bằng M lớn QI chia M lớn hydro là 2. Và theo đề cho là bằng 7,5. Theo đề em tính được M lớn Y bằng bao nhiêu? 15 gam trên mol. Và lưu ý giúp mình là trong cái bài toán mà chúng ta liên quan tới này thì chúng ta sẽ sử dụng đó là biểu thức bảo toàn khối lượng, chắc chắn dùng. Cái thứ hai là sự chênh lệch về số mol. Được chưa? Đó mình sẽ có như sau này về phương trình này. C2H2 đi tới dùng với hydro để thu được C2H4 đi kèm nhiệt độ. C2H2 có thể cộng với hydro theo tỷ lệ mol là 1:2. Xúc tác đi kèm nhiệt độ để tạo thành C2H6. C2H2. Nếu bạn tìm này lên mạng thì kênh của thầy cung cấp cho bạn khoảng mười mấy đến 20 ví dụ nha, riêng thằng này. Và lưu ý là riêng bài toán chất khí phụng với nhau thì sau phụng cả hai khí đều dư. Ở đây khi nào nó không dư, khi nào mà ở đây người ta kêu là phụng sẽ ra hoàn toàn thì khi đó không có khí dư, còn nếu không thì có dư hết. Đây là cái lượng nó phản ứng và đây là dư. Dư. Như vậy C2H2 dư. Hydro dư. Ở đây mình sẽ đặt số mol nó là A, B, C, D là số mol của các khí có trong hỗn hợp Y. Chúng ta chuyển. Được chưa? Tiếp tục. Ở đây đề cho như sau, hiểu này, yêu cầu chúng ta là tính số mol hydro tham gia phản ứng. Đúng không em ơi? Hydro tham gia vẫn là đây này. Là A cộng 2B này. Trong khi đó em có tổng ở đây đầu tiên em sẽ đi tính được mol của X bằng cách em đi bảo toàn khối lượng. Được chưa em ơi? Bảo toàn khối lượng thì em sẽ tính được mol của Y. Cái mol của Y thì em thấy này, mol X chúng ta là nguyên cụm lớn này đây. Được chưa? X chúng ta là bằng xanh cộng cho trắng. Còn cái mol của Y thì đúng bằng xanh. Như vậy xanh cộng trắng trừ xanh thì ra trắng. Trắng này tức là mol của hydro phản ứng. Nhớ chưa? Chúng ta lưu ý giúp mình là trong cái bài toán mà người ta cho như thế này thì chúng ta luôn luôn sử dụng cho thầy hai thứ. Đó là sự chênh lệch về số mol để tìm số mol. Cái thứ hai là bảo toàn khối lượng để tính ra mol hoặc là khối lượng mol nha. Rồi bước đầu tiên thầy sẽ đi bảo toàn khối lượng. Chúng ta có khối lượng của C2H2 cộng khối lượng hydro, tức là khối lượng của X đấy, bằng khối lượng của Y. Có kiến gì chỗ này không? Hả? C2H2 là 26 nhân mol là 0,1. Hydro là 2 nhân mol là 0,2 bằng khối lượng của Y. Khối lượng của Y lấy mol Y nhân cho M lớn Y. M lớn Y là 10, 15. Bạn tính cho thầy mol Y bằng bao nhiêu? Không hai đúng không em? Mol Y là bằng 0,2 mol. Tiếp. Rồi, chúng ta có mol X nè. Mol X ban đầu sẽ bằng 0,2 0,1 cộng 0,2 và bằng 0,1 mol. Được chưa? Tiếp. Ở đây mình sẽ có này, mình lấy mol X. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ lấy bằng 0,3. Khi chúng ta nhìn về sự chênh lệch về số mol thì chúng ta có mol của hỗn hợp trước và hỗn hợp sau. Thì chúng ta có hai cái xu hướng là lấy trước từ sau hoặc sau trước trước. Được chưa?
Nhưng mà trong cái bài toán mà chúng số 3 nào lớn hơn thì lấy số 1 đó trừ, sẽ tự tìm ra mối liên hệ bởi phần còn lại. Như vậy lấy mod x trừ và đi mod y. Mới trừ thì a cộng b cộng c cộng d. Đúng không? Ta sẽ làm từ từ cho bạn hiểu. A cộng b cộng c cộng d. Rồi cộng cho a cộng 2b. Đúng chưa em? Trừ cho gì? Trừ cho money. Money đây là gì? A cộng b cộng c cộng d. Ráp vô. Money là 0,3. Money là 0,1. Thì đây a cộng b cộng c cộng d, trừ đi a cộng b cộng c cộng d là hết. Như vậy chúng ta còn a cộng 2b. 3 cộng 2b thì đúng bằng mon hero. Phản ứng từ đây suy ra được mon hero phản ứng là bằng 0,1 mon. Ai kiến gì chỗ này không? Ai kiến gì chỗ này không em ơi? Câu hàng dễ, có b cũng dễ luôn. Mấy bài này thì không có, bây giờ bạn lấy mạng và ít nhất là bạn cỡ gõ con này ra trong nói dốc của thầy là khoảng 20 câu trở lên, không có nói dốc đâu, rất nhiều đằng khác. Rồi câu b này, dẫn y qua dung dịch có lượng dư brom sau phẫn sẽ ra hoàn toàn thu được m gam. Thầy có m gam brom đã tham gia phẫn, còn lại v khí z không bị hấp thụ. Tính m và v, biết rằng khối lượng trung bình chứa brom sau phẫn tăng thêm 1,6 gam so với ban đầu. Ở đây yêu cầu chúng ta tính m và v. Rồi như vậy trong cái lượng b này đi qua brom thì thằng nào thì chỉ có hai chất phản ứng đó là gì? Chỉ có hai chất phản ứng đó là gì em ơi? Đúng rồi. Chỉ có hai chất đó là C2H4 này và C2H2 này. Phản với brom thì tạo thành C2H4Br2 cộng Br2 tạo thành C2H2Br4. Rồi bây giờ chúng ta xử lý như sau. Ở đây chúng ta có số mol của C2H4 là A đúng không em? C2H2 là C. Được chưa? Tiếp tục là gì? Mol brom đây là A 2C. Đây là phương trình 3, phương trình 4. Rồi người ta nói này, thái m gam brom đã tham gia phản ứng. Hiểu vấn đề không? Khối lượng brom tham gia phản là bằng m. Mà m bằng cái gì? Hả? Bây giờ bạn xử lý như thế nào đây? Ở đây người ta kêu khối lượng bình brom tăng là 1,6 gam. Rồi đúng rồi, chính xác. Chúng ta có khối lượng bình brom tăng này. Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của C2H4 bởi khối lượng của C2H2. Rồi tương đương C2H4 là 28A, C2H2 là 26C và bằng định bình để cho tăng là 1,6 gam so với ban đầu 1,6. Rồi chúng ta là một la mã đi. Tiếp. Ở đây bạn lưu ý là ở đây mình đã có này. Đấy này. Mình đang tìm A cộng C. Mà A cộng B cộng C cộng D chúng ta là ban đầu đúng không em? Thằng đây này. A. Xin lỗi. Bên này. A cộng B cộng C đúng không em? Cộng D là bằng 0,2. A cộng B cộng C cộng D là bằng 0,2. Mọi này đấy. Rồi chúng ta ráp vô. Thì đây chúng ta giữ lại A và C. Thì đây mình suy ra được là gì? Suy ra là A cộng C đúng không?
Từ từ nha. Bờ hero chúng ta là A cộng 2B. Mom borom là B cộng 2C. Mom borom là B cộng 2C đúng không? A cộng 2C đúng không em? Bây giờ chúng ta làm sao để tìm được mối liên hệ giữa chúng? Mà muốn tìm được mối liên hệ thì bữa trước thầy có dạy cho bạn một cái điều rất là đơn giản luôn. Điều gì đây Thanh Thùy? Đúng rồi, chính xác, bảo toàn liên kết bi. Mà bảo toàn liên kết bi này chúng ta không dùng vội mà chúng ta phải chứng minh. Nếu chúng mình là giữa cái C2H2 ban đầu với hydro vượng và boron vượng có liên hệ với nhau. Đây, chúng ta có này. Mol của C2H2 ban đầu. Nghe rõ. Mol C2 ban đầu thì trong C2 chúng ta có một liên kết 3, tức là có hai liên kết bi, thì ta nhân 2 vô. Thì bây giờ nó sẽ bằng như sau. 2 A cộng B cộng C. Chúng ta sẽ tách ra là 2A cộng 2B cộng 2C. Chúng ta làm sao cho nó bằng mol hydro cộng mol brom là được. Mol hydro chúng ta là bằng A cộng 2B, đúng không? Ta sẽ tách là bằng A cộng 2B. Như vậy chúng ta còn lại A cộng 2C. Hiểu vấn đề không em ơi? Mà A cộng 2B là mol gì? Mol hydro phản ứng. A cộng 2C là mol brom phản ứng. Và từ đây chúng ta thiết lập được biểu thức thứ hai. Được chưa? Và lưu ý cho mình một điều đó là gì? Lưu ý cho mình một điều đó là gì? Đó là gì em ạ? Lưu ý cho mình một điều đó là khi mình dùng bảo toàn liên kết bi, chúng ta không chứng minh thì chúng ta không có điểm đâu nha. Cho mai cho chúng ta điểm điều này. Và nhớ cho mình là trong cái bài toán mà người ta cho qua hydro, qua brom thì chắc chắn sử dụng bảo toàn liên kết bi. Và nhiệm vụ của bạn phải lấy ra định lực bảo toàn liên kết bi. Tương đương này, 2 mol C2H2 ban đầu để cho rồi 0,1 mol. Đó, 0,1 mol. Được chưa? Bằng A cộng 2B. A cộng 2B là mol hydro và bằng 0,1 mol. Cộng cho A cộng 2C thì đó là mol brom. Được chưa em ơi? A cộng 2C. Chúng ta đang cần tính A cộng 2C. Từ đây ta có A cộng 2C bằng 0,1 mol. Khi đó em đây là biểu thức tiếp theo. Đây là 2 la mã. Được chưa? Khi đó chúng ta giải hệ 1 la mã và 2 la mã là xong. Đây, 1 la mã đây, 2 la mã đây. Được chưa em ơi? Sau khi giải được 1 la mã và 2 la mã thì chúng ta tìm được cái gì? Chúng ta sẽ tính được A và C. Khi A có thì chúng ta tính được B, có B tính được D luôn. Hiểu vấn đề không? Và trả lời câu nào cũng được hết. Rồi giải thêm 1, 2 đi. Tính A, B bằng nhiêu? B bằng 0,03. Cái đó chúng ta có này. A cộng B bằng bao nhiêu? A cộng 2B bằng 0,1. Từ đây em suy ra được ở đâu đó. Đây C cho em. C chứ đúng không? Suy ra B bằng 0,1 trừ A chia cho 2 và bằng bao nhiêu? 1 trừ 0,04 là 0,06, chia 2 0,03. Được không ạ? Mà ta có A cộng B cộng C cộng D là bằng bao nhiêu? A cộng B cộng C thôi. A cộng B cộng C là mol của C2H2 đấy. Và bằng 0, mol C2 ban đầu là 0,1 mol. Từ đây em sẽ từ từ, đừng nhớ vậy. Chúng ta muốn tìm D này, chúng ta dựa vào mol hydro. Vì hydro chứa D, chứ còn không thằng nào chứa D cả. Dựa vào hydro đi em ơi.
mình có mol hydro dư bằng hydro ban đầu trừ hydro phản ứng. Hydro dư là D. Ban đầu có rồi, ban đầu đề cho chúng ta là 0,2 mol. Vẫn là 0,1. Thì thằng này còn lại là 0,1 mol. Ai kiến gì không? Ai kiến gì không em ơi? Rồi, đề còn cho đề yêu cầu này. Phần xảy ra hoàn toàn có M gam brom tham gia phản ứng. Như vậy từ đây em tính được khối lượng brom ra gì nữa? Ở đây em sẽ tính được khối lượng brom. Dựa vào hai la mã em đã tính được khối lượng brom rồi. Đây. A cộng 2C bằng 0,1 mà A cộng 2C là mol brom. Tính khối lượng brom cho thầy. Lấy 160 nhân cho 0,1 và bằng 16 gam. Đây là yếu tố thứ nhất. Cơ kiến nhiều này không em ơi? Rồi tiếp theo, yêu cầu chúng ta tiếp theo này. Và còn lại V khi Z không bị hấp thụ. Tính V. Như vậy Z chúng ta bây giờ gồm hai khí. Z này gồm có C2H6 và hydro dư. Hydro dư chúng ta tính được rồi, bằng D và bằng 0,1 mol. C2H6 chúng ta là B. B này em tính được là bằng 0,03. Yêu cầu chúng ta tính thể tích thằng này tính được không? Yêu cầu chúng ta tính V của nó đúng không? Rồi, VZ bây giờ bằng 0,03 cộng 0,1 nhân cho 22,4 là tính cho thầy bao nhiêu? Lịch. Tôi kiểm tra thử. Chúng ta kiểm tra lại một xíu coi thử nó có bị nhầm chỗ nào không nha. Ở đây mình dạy A và C đúng chưa? Em dạy A bằng bao nhiêu em ơi? Mấy đứa dạy lại A và C đúng chứ nè. Không không hai không không bốn. Ủa mới dạy cái gì ra lạ Phúc? Phúc ơi. Ôi trời lớn giỡn đùa em. Tôi bấm nãy tôi không thèm bấm mà tôi nhưng mà tôi làm xong rồi tôi phải kiểm tra lại. Đó là tính của tôi rồi. 0,02 với 0,04. Bỏ ngay, cái này sai là không được em. Chứ em ơi. 01 trừ 002 là 008 chia 2004. Thầy tính ra một kết quả khác mà thầy không thèm kiểm tra luôn. Nhưng mà sau khi thầy nhìn lại đáp số của thầy thì nó bị sai mất. Thầy phải kiểm tra lại. Như này thì không có gì sai cả. Mol hydro dư sẽ bằng mol hydro ban đầu trừ đi mol hydro phản ứng. Đúng vậy mày. Như vậy mol của C26 là bằng B, B bằng 0,04 này. Rồi chúng ta coi lại chỗ này nha. Mol hydro ban đầu sẽ bằng mol
hero ban đầu là không phải mấy, không hai mon, không hai mon này. Mon hero ban đầu không bằng hai mon, nó bằng a cộng 2b cộng d bằng không hai mon. Bây giờ chúng ta trừ đi phản ứng là a cộng 2b, mà a cộng 2b chúng ta có rồi, không một thì nó dư lại không một mon. Cái kiến gì chỗ này không? Cái kiến gì chỗ này không? Rồi tính lại đi. Chú cha chết chết. Bao nhiêu con? Đề nghị tất cả các bạn bấm máy tính nha, chứ còn để mà thầy bấm mà sai tí từ chữ cái nhóm á, bây giờ thầy out luôn, thầy khỏi dạy luôn á, sai nhục như nhục, sai những thứ không đáng sai, nghe rõ chưa? Từ giây phút này ở đây mà nếu mà sai cái thứ cơ bản là ta tự out, ta không nói nữa, bây giờ bấm máy tính cái cụ bắp nó còn sai nữa, thầy bấm máy tính là không thằng nhìn bàn phím, khẳng định mấy đứa vậy. Thế thì nó học nhiều thầy nó biết cho thầy bấm máy tính không nhìn bàn phím. Thế mà đẳng cấp. Bấm không để sai nữa, nhục thiệt chứ. Rồi, cái kiến gì chỗ này không? Trong bài này dùng hai thứ thôi. Đó là sự chênh lệch về số mol bảo toàn khối lượng. Đó là ở câu A còn câu B. Khi người ta cho qua hỗn hợp qua hydro qua brom thì chắc chắn dùng bảo toàn liên kết bi. Nhớ cho mình bảo toàn liên kết bi này. Đây này. Nhớ cho tôi này, hỗn hợp X này. Cho qua gì? Hydro. Mà thu được Y. Y này cho qua brom. Thu được Z. Thì mình có này, bảo toàn liên kết bi. Bảo toàn liên kết bi. Thì bi nhân cho mol x ban đầu. X ban đầu là chưa liên kết đâu em nha. Bằng mol hydro phản ứng cộng mol brom phản ứng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng. Khối lượng của x cộng khối lượng hydro bằng khối lượng của y. Được chưa nào? Mình ghi rõ đây luôn đi. X gồm hydro carbon. Mình sửa lại nha, hỗn hợp A gồm hydro carbon, x và hydro. Thì đây mình sẽ nó là khối lượng của A. Được chưa nào? Tiếp theo em nhớ cho thầy biểu thức thứ ba đó là mol hydro phản ứng là lấy mol A trừ đi mol Y. Vậy thôi. Rồi, coi kiến gì nữa không ạ?